Rồi à, vừa rồi là mình đã gặp vấn đề minh họa hệ thống à, thì tôi mình sẽ để làm được qua bốn cái step này thì mình đầu tiên cái đầu tiên mình phải đi qua cái coi quy trình vi phân là gì nha. Quy trình vi phân là gì, thứ hai là mình phải coi cái Laplace transform là như thế nào. Số bạn học rồi, một số bạn chưa chưa học. Là hai cái này là hai cái công cụ toán cần là quan trọng để mình học. Và bây giờ chúng ta sẽ học rất là đơn giản thôi của em. Bởi vì đây là các công cụ toán học, là một cái công cụ ha. Quy trình vi phân, thì cái quy trình vi phân á, tiếng Anh của mình là cái gì? Differentials. Equations. Differential equation. Thì thầy mượn cái toàn bộ cái tài liệu ở trên trang có nó một cái trang là Math Event là cái trang mà khóa học thì vui vẻ thôi, thì nó có định nghĩa như sau. Vừa học quy trình vi phân rất phức tạp ha, tôi đã biết được các bạn học thì học trên trời mà. Và đến ngày mai thì tôi chưa biết là các bạn tôi có nắm được đâu là một quy trình vi phân không. Thì ví dụ quy trình x bằng 1 luôn luôn. Các bạn nghe rõ các bạn? Dạ rõ rồi. Ok. Rồi thôi bây giờ mình thử cái vấn đề luôn. Trong cái định nghĩa của cái trên cái trang Mass Effect này á, thì nó định nghĩa rằng cực kỳ đơn giản là như sau, để em coi cái cách nó định nghĩa. Nó định nghĩa rằng là một cái phương trình vi phân à, thì nó là một phương trình. Vì vậy để biết đó là một phương trình đó, thì rõ ràng là nó đây là chú thích ngữ, nó có một dấu bằng này à, nó có dấu lớn hơn hoặc nhỏ hơn, nó sẽ là một bất phương trình à, với a function, với một cái hàm và one or more is derivative. Derivative là đạo hàm. Như vậy nó có một cái hàm và một hay nhiều cái đạo hàm của nó nữa, thì đó là một cái quy trình vi phân. Giả sử trong cái quy trình ở dưới này mình có đây là một cái phương trình, là cái ý thứ nhất à, mình có một cái hàm tên là y và mình có một cái đạo hàm, cái hàm y này nữa thì với x nữa là derivative nữa, là d dx chia d y dx à. Thì như vậy á, thì mình là thì về mình sẽ chốt lại là à, đây là một phương trình vi phân. Ok không? À, mình phải đưa về cái dạng này, nó xuất hiện một cái hàm và một hay nhiều cái đạo hàm của nó nữa. Giả sử thêm có một cái phương trình như sau thì nó cũng là một phương trình vi phân. Giả sử y theo t à, em cộng với y hai phẩy t à, giả sử bằng bằng năm đi. Thì đây có phải là trường vi phân không vậy? Đây vẫn là phương trình vi phân, nó có cái hàm và đây là cái đạo hàm của nó, đạo hàm này là hàm hai của nó, về vậy nó vẫn là phương trình vi phân. Cái phương trình xt cộng với it bằng 5, nó có phải là phương trình vi phân không? Đây không phải là phương trình vi phân bởi vì nó có một cái hàm rồi, nhưng mà chúng ta sẽ không thấy cái đạo hàm của nó cả. Thì trong môn này thì thầy chỉ nói lại cái mức để cho em có thể nhận biết được nó là một phương trình vi phân thôi, còn các tính chất của nó như thế nào nữa thì thôi vui lòng các bạn coi lại toán à. Còn tôi nói vậy thôi chứ tôi biết thì các bạn chả có coi đâu à, nhưng ý ra mình nhìn cái phương trình đó mình biết là à, sao bạn biết được phương trình bậc hai vậy, thì bạn thấy là cái đại thằng nào nó có số mũ cao nhất trong đó, phương trình đó là mũ hai thì bạn cho là phương trình bậc hai đúng không à. Vậy thì dấu hiệu nào đối với phương trình bậc ba thì bạn muốn cao nhất là bậc 3, thì dấu hiệu nào nhận biết của phương trình vi phân thì đây là cái dấu hiệu và cái trang đó là nó cung cấp cho các bạn à. Vậy thì thầy hỏi các bạn phương trình này có phải là phương trình vi phân không, các bạn cho thầy biết y phẩy cho t cộng với y hai phẩy cho t bằng 5 có phải là phương trình vi phân không?
À, các bạn trả lời vào cửa sổ chat cho thầy. Yes or no thôi. Ok, good. Tất cả các bạn đã trả lời là yes, bởi vì các bạn là phương trình vi phân, đó là một cái phương trình rồi. Nó một cái hàm, một cái đầu hàm của nó. Như vậy cái hàm của nó bây giờ không là y t, nó là y phẩy t, và đầu hàm của nó là y hai phẩy t nhá. Ok, vì vậy thằng này vẫn là phương trình vi phân. Ok, như vậy á, làm thế nào đó chúng ta sử dụng các phương trình vật lý, phương trình toán học, phương trình về điện năng, điện lực Kirchhoff, hoặc là điện lực ôm, hoặc là điện lực Newton gì đó, để chúng ta đưa cái phương trình thực tế này nè về cái dạng phương trình vi phân, về cái dạng mà chúng ta vừa định nghĩa với nhau ở đây. Thì bước thứ nhất của chúng ta làm điều đó. Ok không? Tôi đọc cái lecture này. Cái lecture thì thầy ghi rất là kỹ. Tuy nhiên kỹ quá nó sẽ rất là khó đọc. Nó rất là đầy đủ. Cái bước đầu tiên ở trong cái vấn đề điều khiển, bộ điều khiển đó, thì là các bạn sẽ trong quá trình điều khiển đó, thì bạn là phải đi kiếm được cái phương trình xấp xỉ toán học của nó, phương trình toán học của nó. Thì cái phương trình, những cái mô hình này nè, thì là được suy ra từ là physics law hay là experimental data. Bạn có thể phương trình vật lý hoặc là những cái nguồn data nào đó có sẵn chẳng hạn, thì bạn có thể đưa ra được. Về cái thôi bỏ qua phần này đi. Phần này thì thực ra cái phần experimental data nó đang về sâu về xa của nó, thì nó giống như cái thằng trí tuệ nhân tạo bây giờ. Nhưng mà thôi thì sẽ bỏ qua phần này rồi để đọc tiếp ha. Cái phần này thì nó cũng nói y chang là bạn phải đưa về phương trình differential equation nè, sau đó thì bạn phải đưa về Laplace transform nè. Tuy nhiên nếu mà bạn lấy cái phương trình bằng phương pháp thực nghiệm với bạn experimentation thì nó một số cái là nó không có phù hợp cho lắm, bởi vì như thế này, inaccessible input and output, có một số thông số mà bạn không có thể đo đạt được đầu vào và đầu ra. Thì lấy ví dụ cái lực lực kéo em, cái lực kéo chính là cái lực giữa cái lốp xe và cái mặt đường á, hoặc lực kéo và cái lực bám đó. Em làm gì có một cái cảm biến nào đó đo được cái lực kéo của bạn, đúng không? Như vậy nó là inaccessible, không có thể lấy ra được. Experimental maybe too dangerous, là cái thực nghiệm thì nó rất có thể rất là nguy hiểm. Nó có thể rất là nguy hiểm. Như hồi nãy em lái cái xe em thấy là nguy hiểm rồi, đúng không? Giống như cái thằng Tesla nó SpaceX ấy, nó bắn quả tên lửa lên, nó bắn mấy lần tanh bành hết rồi. Người ta đã làm kinh khủng như vậy để phút cốt chót nó vẫn là rất là nguy hiểm. May thay cái đó chẳng qua là không người nào lái thôi. Trong ô tô chúng ta có rất hệ thống, nó rất là nguy hiểm. ABS, em test rất là nguy hiểm. ESC cũng vậy. Cost of experimental may be too high, đúng rồi. Bây giờ cứ mỗi lần test xe 5 km, rồi 10 km, rồi 50 km, 100 km, 150 km, 200 km trên giờ á, thì bạn là phải bỏ từng lấy cái xe ra, đó mới nó tông hư cái thôi, rồi phải bỏ mua chiếc khác, rồi các đồ đạc thí nghiệm đi kèm với nó, rồi thậm chí là cái gì nữa, con người đó em, cái cost là dành cho mạng sống, nó tông vô cái rồi mất người tài xế thử nghiệm, quá nguy hiểm. Tháng làm 30 cái thí nghiệm mà thấy 30 người ra đi rồi đó. Mà tốn thời gian em để setup một cái như tôi đôi khi tốn vài tuần, tháng trời setup, anh chạy tầm 120 km/h, tầm rầm xong rồi. Experimental có thể là nó bị tác động bởi cái nhiễu nữa, thì đó là một cái hạn chế của các phương pháp mà modeling mà sử dụng cái experiment đó. Thì thường thường chúng ta sẽ mô hình hóa của nó, sẽ sử dụng vào cái mô hình, sử dụng vào graphic virtual model hoặc là phương trình vật lý, và đặc biệt là phương trình toán học. Chúng ta
có thể mô hình hóa từ phương pháp này là nhiều nhất. Rồi, em sẽ coi tiếp tục nha. Dynamic System, một cái hệ thống động học, một cái tượng đập á, thì được change or evolve in time according to the physics rule. Nó thì bám theo một cái định luật nào đó có sẵn. Trong rất nhiều cái hệ thống vật lý ấy, thì nó được đại diện dưới dạng cái phương trình bậc nhất. Ok, được đại diện dưới phương trình bậc nhất. Ok. Thì cái phần này nó hơi phức tạp chỗ này một xíu nha. Thì thầy tụi em cứ lách qua mấy cái trang này đi. Sau đó tôi có cơ hội mình sẽ quay trở lại. State Bay là gì? Lách qua luôn. Và tụi em đến cái chỗ là Transformation Representation. Ok, thì ở trang số 12 á, nốt lại nha. Trang số 12 á, thì nó có nói rằng là anh có thể sử dụng Laplace Transform. Tôi sẽ nói là Laplace Transform là gì. Ok không? Và hồi nãy chúng ta đã nói về phương trình vi phân rồi á. Có ai nhận ra được cái phương trình số 6 này không? Là một phương trình vi phân không ạ? Còn nào nhận ra phương trình số 6 là phương trình vi phân không? Nếu như hồi nãy thầy viết phương trình như thế này nè, em đều biết nó là phương trình vi phân hết, đúng không? Nhưng mà thực ra chưa về chính hoặc là về chặt sự chặt chẽ mà nói thì em phải quy định dạng phương trình số 6 này. Vì lý do như sau, nó là một phương trình vi phân, em nhìn kỹ đi, nó có một cái hàm ut và một hay nhiều cái đạo hàm của nó nữa. Đây là đạo hàm, nó đạo hàm bậc m luôn á, em thấy không? Đạo hàm bậc nhất nè, đạo hàm bậc m nè, bên cạnh đó đi kèm với các hệ số thì này hơi là không bảo làm gì. Ok không? Như vậy nó là phương trình vi phân mà hơi phức tạp, đúng không? Phức tạp so với những gì mà chúng ta đã vừa viết xong. Ok ha. Bây giờ thì mình sẽ, như vậy là mình xong cái phương trình vi phân và mình sẽ qua cái thằng Laplace Transform. Ông sẽ gọi nó là biến đổi Laplace. Biến đổi Laplace nó là một cả một môn học đấy. Biến đổi nên nó là cả một môn học luôn. Và trong cái khuôn khổ của cái môn học này ấy, thì thầy chỉ cần các bạn biết là được rồi. Biết được hai cái tính chất quan trọng nhất của nó là gì. Cái các bạn biết cần biết đầu tiên sẽ là định nghĩa. Định nghĩa như thế nào về sự biến đổi Laplace? Thì định nghĩa thì em search ngay trên cái trang Wikipedia. Ôi đọc nhiều quá em, đuối quá. Thì thầy bật ngay cho cái định nghĩa luôn. Ok. Đây chính là cái định nghĩa của Laplace. Formal. Mình sẽ phân tích cái chỗ này một xíu. Ok không? Rồi, phép biến đổi Laplace. Phép biến đổi Laplace là phép biến đổi của một cái hàm FT. Như vậy á, anh sẽ có một cái hàm FT. Nhỏ nha. Và bạn sẽ biến đổi nó qua kèm một cái hàm là fs. Ok không? Cái hàm ft này nè, nó ở cái miền là time domain, miền tần số này. À xin lỗi, miền thời gian á. Và nhiệm vụ của anh á, nhiệm vụ của mình á, nhiệm vụ của cái biến đổi Laplace này nè, anh làm sao đó anh cần biến đổi tôi thành một cái hàm fs. Bạn thấy chữ s không? Thì nó đã qua một cái miền khác rồi và nó gọi cái này là frequency domain. Domain hoặc anh có thể gọi là complex domain.
Phần mềm bằng bằng cái gì bây giờ? Bằng chính là thế định nghĩa này, cái phép biến đổi này, và nó có gì, nó có một cái ký tự notation để đại diện cho cả cái phép biến đổi này, công thức này này đó, chính là cái phép này. Ok không? Đó là cái phần ý nghĩa thôi, chứ thầy chưa nói công thức nó có cái gì nha. Đại loại là em biết đổi một hàng FT ở time domain, em qua một hàng FS ở frequency domain. Chí frequency là cái mình tần số em, thì thôi từ từ mình coi là complex domain hoặc S domain. Ok không? Rồi bằng một phép biến đổi Laplace, nó ký hiệu là chữ L này, chữ F thế này. Và cái công thức để biến đổi Laplace nó là FS lấy cận tích phân từ không đến vô cùng FT nhân với E một trừ ST DT. Ok không? Cái chỗ này nó hơi khó, là công thức một tí. Cái định nghĩa này em nắm thôi, nhưng mà lúc mà ở ngoài thực tế, nếu mà em xài á, em cần xài gì thì chẳng, thực chất là em chỉ cần là lên Google tra cái là ra rồi, em chẳng có cần phải nhớ là gì hết, miễn là em hiểu. Thì em cần nhớ gì chỗ này? Ông Laplace em, người ta gặp một cái vấn đề là cái thời điểm đó, thì cái phương trình vi phân cái từ FT này nè khó em, khó quá. Người ta giải không được, vì vậy á người ta biến đổi nó qua một cái miền khác, dễ hơn thôi, chẳng nói gì cả, đúng không? Chẳng lẽ người ta lại biến một thứ từ miền dễ sang miền khó để giải? Không có. Người ta đang gặp một cái travel, cái miền t thời gian, time domain có, và cái thời biến đổi nó qua một cái miền gọi là miền frequency domain hoặc complex domain hoặc s domain, thì vượt qua cái miền này thì lập tức cái hàm của mình nó lại trở thành dễ, đơn giản. Ý nghĩa bản chất sâu xa của nó là vậy, thấy không? Nếu không phải là ông này ông tạo thay đổi Laplace để cho các anh đăng ký học thi á. Vào cái thời điểm đó cái công cụ toán học nó chưa có phát triển được, ok không? Rồi nói gì nói mình cũng phải làm một cái bài tập ở đây nha. Sẽ làm cái bài tập ở đây. Thì cho một cái hàm FT bằng E mũ, xin lỗi tôi đang gọi trên này nha, là bên không biết gì. E mũ trừ 3 3 nhân T trừ 3T thì có một cái hàm ST bằng E mũ trừ 3T. Vậy thì các em biến đổi dùm thầy nó qua cái phép biến đổi Laplace. Thì nó sẽ được một cái hàm FS, đúng không? Vậy thì FS nó bằng bao nhiêu cho em? Thì đó là cái về các bạn cần phải đi kiếm cho thầy. Em muốn kiếm nó, em lấy cái phương trình, em lấy cái định nghĩa, định nghĩa của em đây, ok không? Đây định nghĩa của em không nhớ nè, tích phân từ không đến vô cùng của ST. Như vậy là em thế cái ST này vô đây, người ta đã cho công thức thì mình chỉ việc thế thôi. Mình thấy cái hàm FT nó vô đây nè, E mũ trừ 3T vô đây nè, thì mình sẽ kiếm được FS, đúng không? Mình kiếm được FS, mình thấy hai cái cạnh vô đó thì mình sẽ mất hết T đi, mình kiếm được FS. Như vậy á, thứ nhất em thấy vô đây em tính toán, vậy thì em đi kiếm cho thầy coi là FT là bao nhiêu. Rồi bây giờ mình sẽ nghỉ giải lao 20 phút và các bạn tính cho thầy.
làm bài tập này tính cho thầy. Và sau đó thầy quay lại và tôi sẽ gọi một vài bạn lên nha. Dài, dài.